Bác của nhà trường, từ mái trường này đã có hơn 2 bạn học sinh tốt nghiệp, trong số đó nhiều người đã trở thành cán bộ, đã thành các thầy cô giáo của trường. Lời cảm ơn chân thành nhất các thế hệ thầy cô giáo đã dạy cho chúng em khi tập những bước chậm chững vào đời, để rồi hôm nay mỗi người chúng em dù có một cuộc sống khác nhau nhưng đều bước vững chắc trên đường đời, đóng góp cho quê hương, cho đất nước và không bao giờ quên nhớ về mái trường xưa. Gương lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, của huyện đã tạo điều kiện cho trường phát triển, trong đó con em của gia đình chúng tôi được cấp sách học tập dưới mái trường này, tiến bước các thế hệ chúng tôi. Các em học sinh đã học tại trường thân mến, hôm nay cho phép tôi để nói đôi lời với các em. Những học sinh đang học tại trường trung học phổ thông An Hưng thân thương, các em hãy cố gắng noi gương các thế hệ đi trước để làm nền tảng, vươn lên bằng sức mạnh của tuổi trẻ thế hệ mới, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để học tập tốt. Các em ngày nay đã có những điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều, trang thiết bị học tập, điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn nhiều so với đây. Bên cạnh đó, các em luôn có được những người thầy cô đầy tâm huyết dìu dắt truyền đạt, trang bị những kiến thức để các em vươn bước trên con đường đầy chông gai thử thách cho sự nghiệp của mình. Các em hãy cố gắng phấn đấu mặt tu dưỡng đạo đức để học tập tốt, xứng đáng với truyền thống quê hương, xứng đáng với niềm tin và hy vọng của các thầy cô chúng ta. Một lần nữa xin chúc sức khỏe các vị đại biểu, xin chúc đảng ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân huyện và toàn thể quý vị có mặt đây sức khỏe hạnh phúc, chúc cho sự nghiệp giáo dục của chúng ta phát triển đúng mong muốn của Bác Hồ. Cuối cùng, nhân dịp ngày 20 tháng 1 sắp đến, thay mặt cho toàn thể học sinh, các thầy học sinh kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn giữ mãi tình yêu nghề trong trái tim mình. Chúc các thầy cô giáo đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp chồng người. Kính chúc các anh chị em, kính thân các anh chị em, các bạn bè, các học sinh của trường thân mến, người ta thử nói. Tôi còn người xin thay mặt cho toàn thể em học sinh của trường, xin tặng các thầy cô giáo và toàn thể cán bộ nhà trường đã qua xin mời thầy trường. Nhân dịp trường Trung học Phương An Nghi Hưng tổ chức lễ đón nhận huân chương độc lập hạng ba, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường và chào mừng 33 năm ngày giải phóng miền Nam 20 tháng 1, nhà trường đã nhận được trường sự quan tâm về vật chất và tinh thần của các tổ chức chính trị xã hội, của các cơ quan đoàn thể, công ty xí nghiệp, của các thế hệ thầy cô giáo, của hội cha mẹ học sinh, đặc biệt là sự quan tâm về vật chất và tinh thần của các thế hệ cựu học sinh và em học sinh nhà trường. Do điều kiện thời gian nên ban tổ chức không thể mời trao tặng vào lúc này được, ban tổ chức xin tiếp nhận và trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin mời đồng chí Dương Văn Trùng lên bế mạc. Xin trân trọng kính mời. Thưa các thế hệ thầy cô giáo, kính thưa các thế hệ học sinh của nhà trường, lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường Trung học phổ thông An Nghi Hưng đón nhận huân chương độc lập 3, kỷ niệm 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban giám hiệu, tập thể giáo viên nhà trường, tôi xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý, các thế hệ thầy cô giáo, các thế hệ học sinh của nhà trường, cùng những tình cảm quý báu và những phần quà vô giá đã dành cho nhà trường trong dịp lễ trọng đại này. Trường Trung học phổ thông An Nghi Hưng xin trân trọng cảm ơn các thế hệ học sinh đã tài trợ giúp đỡ nhà trường cả về tinh thần vật chất để lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường đón nhận huân chương độc lập 3 thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn các phóng viên, các đài truyền hình, các báo, các phương tiện truyền thông từ trung ương đến địa phương đã tuyên truyền, đưa tin và quảng cáo cho nhà trường. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức và đón tiếp, chúng tôi không tránh khỏi những thiếu sót, xin được lượng thứ. Một lần nữa xin chúc các vị đại biểu khách quý, các thế hệ thầy cô giáo, các thế hệ học sinh sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, như vậy lễ đón nhận huân chương độc lập hạng 3 kỷ niệm 55 năm thành lập trường đã kết thúc. Trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý, các thế hệ thầy cô giáo và thế hệ học sinh của nhà trường trở về nhà đa năng để giao lưu liên hoan thân mật với nhà trường, các học sinh về liên hoan theo đơn vị lớp.